Công chứng viên mắc COVID-19 đã tới quận 5, quận 7, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng. Theo điều tra, truy vết của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên tại văn phòng công chứng số 3, số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội có lịch trình di chuyển dày đặc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 1. 6 giờ 30 phút, di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN7245, số ghế 23C. Khoảng 9 giờ, xuống sân bay, bắt taxi trong sân bay đến quán cà phê trên phố Bùi Viện, cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m. Tại đây, bệnh nhân ngồi ngoài vỉa hè trong khoảng 15 phút. Sau đó đi bộ đến quán cà phê Sabroso số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để gặp bạn và một gia đình đang sinh sống tại chung cư Đất Phương Nam, phường 12, quận Bình Thạnh trong khoảng 1 tiếng. Khoảng 12 giờ, đi ăn tại quán bún bò Hạnh, đường Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình. Sau đó đi uống cà phê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, có tiếp xúc với hai nhân viên của quán. Khoảng 14 đến 15 giờ, đến tiệm massage khỏe ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, tiếp xúc 10 nhân viên của quán. 17 giờ, đến nhà người quen tại địa chỉ B20/5 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. 19 giờ 45 phút, di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay QH242, ngồi ghế số 35C. Liên quan ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC đang tìm kiếm và xác minh những người tiếp xúc gần. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội tối ngày 2 tháng 2 cho biết ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 21 trên địa bàn. Người này được xác định là ông NAS, nam, 45 tuổi, trú tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông S là F1 của bệnh nhân 1814, DTT, nữ, 50 tuổi, là giáo viên dạy trường Trung học cơ sở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ông là công chứng viên, làm việc tại phòng công chứng 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. CDC Hà Nội xác minh sơ bộ lịch trình của bệnh nhân như sau: 8 giờ sáng 27/1, bệnh nhân ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu. Đến 9 giờ về cơ quan xong sang phòng tư pháp Ba Đình, 27/1/25 Liễu Giai. Sau đó, ông S lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây, rồi về cơ quan gặp vợ chồng hai người làm cùng. 16 giờ chiều 27/1, ông đến văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại địa chỉ Hoàng Minh Giám, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân gặp một người, sau đó về nhà. 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 1, ông có mặt tại Sở Tư pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông, hội trường lớn, họp về công tác đảng. Đến 9 giờ 30 phút về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc, không tiếp xúc với khách. 15 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 1, ông sang phòng tư pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang cục lãnh sự nhưng không gặp ai do đi vắng. Ngày 28 tháng 1, vợ của ông đến trung tâm tiếng Anh Apro tại tòa nhà A1, khu đại học xây dựng, ngõ 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. 6 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 1, ông bay vào Sài Gòn chuyến bay VN Airlines. Từ 9 đến 10 giờ ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhớ rõ số nhà, số lẻ, đầu 2. Khoảng 11 giờ có anh tên L đón trở vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn. Anh họ tên truyền hình, ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra sân bay. Khoảng 21 giờ tối 29/1, ông bay về Hà Nội trên chuyến bay của Bamboo Airways, gửi xe ở sân bay và tự đi về. Sáng ngày 30 tháng 1, ông đến cơ quan làm việc, gặp hai chị em tên S làm ở Sở Giao thông Vận tải, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy. 15 giờ chiều, ông gặp gia đình nhà bác A số 34 A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh. 9 giờ ngày 30 tháng 1, ông đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. Đến 10 giờ 30 phút đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà. Ngày 31 tháng 1, ông ở nhà, về nhà mẹ đẻ, 377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái. Qua điều tra ban đầu, CDC Hà Nội xác định 22 F1 tại phòng công chứng số 3 tại Cầu Giấy liên quan ca bệnh này. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. CDC Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, tiếp tục điều tra, rà soát người tiếp xúc gần để tiến hành cách ly, lấy mẫu theo quy định. Từ ngày 1 đến 27/1, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 109 người từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khai báo, trong đó 42 trường hợp âm tính, 42 chờ kết quả, 25 chờ lấy mẫu. Cùng thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 270 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm cho thấy 118 trường hợp âm tính, 93 mẫu đang chờ kết quả, 59 người đang đợi lấy mẫu. Người đến từ nơi khác của Hải Dương, Quảng Ninh là 80. Trong đó, thành phố nhận được kết quả âm tính với SARS-CoV-2 của 25 người. 28 người đang chờ kết quả và 27 trường hợp chưa được lấy mẫu. Ngoài ra, HCDC cũng ghi nhận 17 người đi qua các địa điểm mà Bộ Y tế công bố, trong đó 11 người có kết quả âm tính và 6 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, thành phố còn 280 đang chờ kết quả xét nghiệm và lấy mẫu tầm soát COVID-19.